Chào các bạn, hôm nay là ngày thứ hai, ngày mùng 4 tháng 9 năm 2023. Ở bên Việt Nam là ngày là cái ngày lễ mùng 2 tháng 9 đã qua, bây giờ đã nghỉ chơi rồi, còn bên này nghỉ đi làm rồi, quay trở lại việc làm. Còn hôm nay thì ở Mỹ thì là ngày mùng 4 tháng 9 là ngày lễ ngày lễ lao động của quốc gia. Cho nên cả mọi người ở Mỹ thì được nghỉ lễ vào ngày mùng 4 tháng 9. Hôm nay là thứ hai ha. Bây giờ là 8 giờ 58 phút giờ Cali. Hôm nay thì trời khá mát mẻ, ngoài trời khoảng nắng đẹp. Đang chuẩn bị qua mùa thu, cho nên đôi khi tháng 9 cũng là tháng có những cơn nắng nóng gay gắt. Bây giờ thì đã dịu xuống rồi. Cái câu chuyện ngày hôm nay mình muốn nhắc tới là về vấn đề là coi như là nước Mỹ ngày hôm mấy ngày hôm nay thì kẻ cười người khóc. Câu chuyện khá giật gân mà không các bạn. Câu chuyện mà khiến cho cả nước Mỹ mọi người cười kẻ khóc đó là trong lúc đó thì có những cái tin đầu tiên mình muốn đưa đến cho các bạn biết để mà đoán xem cái câu chuyện vì sao mà cả nước Mỹ người cười kẻ khóc. Hôm vừa qua thì Toyota có công bố về công nghệ pin thẻ rắn mang tính đột phá ngành dành cho xe điện, cung cấp bộ năng lượng cao hơn, thiết kế nhỏ gọn và thời gian sạc nhanh hơn, có khả năng cách mạng hóa ngành xe điện. Đó là cái thông tin mà bên Toyota họ đưa ra. Thời gian mấy ngày hôm nay thì chắc mọi người cứ hay nghe đưa tin về ông Biden sẽ đến viếng thăm Việt Nam, cho nên hôm nay mình không có đưa tin về Tổng thống Biden sẽ đến Việt Nam nữa, là vì tràn ngập rồi. Bây giờ mình đưa những cái tin mà ít người quan tâm tới, đó là về cục pin xe điện. Toyota có kế hoạch là đưa pin thẻ rắn với phạm vi hoạt động lên tới hơn 700 dặm, 700 mile, và sạc nhanh trong vòng 10 phút vào thị trường năm 2027. Nói chung cũng còn lâu, còn 3, 4 năm nữa. Năm nay 23, còn có 4 năm nữa mới đưa ra thị trường. Nhưng mà cái thông tin này cũng khá quan trọng cho cái ngành xe điện, và những ai muốn mua xe điện để chạy thì cũng khiến họ ngập ngừng. Pin thẻ rắn yêu cầu nhiều, sử dụng nhiều cái lithium hơn là so với cái pin thế hệ hiện nay. Điều này làm dấy lên cái mối lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung lithium và tính bền vững. Cho nên họ nghĩ sẽ tái chế pin là một cái kế sách hay nhất để mà áp dụng cho pin thẻ rắn của Nhật đang phát triển. Nhưng Toyota không đơn độc trong một cuộc đua này. Các đối thủ cạnh tranh như Mercedes, Volkswagen và BMW cũng đang đầu tư mạnh vào công nghệ pin thẻ rắn. Sự cạnh tranh này hứa hẹn sẽ mang đến những chiếc xe điện chạy được quãng đường dài hơn, sạc nhanh hơn trong những năm tới. Pin thẻ rắn của Toyota thì được tiết lộ là có thể kế hoạch là đưa pin thẻ rắn đi được khoảng 745 dặm là mile á, tới 900 mile, 900 dặm ra thị trường vào năm 2027. Bây giờ họ đưa tin chính xác hơn là từ 745 cho đến 900 dặm, là coi như là vượt cả xe xăng luôn. Xe xăng thì chỉ được khoảng 300, 350 dặm thôi, chứ không có nhiều. Nhưng mà vì xe điện thì dùng luôn cả máy sưởi, máy điều hòa, rồi đủ thứ đèn gì là đều sử dụng điện hết. Cho nên kể ra là nó cũng vượt. Kể ra như như Tesla Model Y 330 mile, nhưng mà chạy cũng được nửa đường so với xe chiếc Pilot mình chạy là 300 mile. Nhưng mà 300 mile của xe xăng thì chạy tới nơi
ít nhất là khoảng 290 mao. Còn xe điện mà đi đề 330 mao nhưng mà đi được quãng đường chừng khoảng 270 mao thôi. Cho nên bây giờ Toyota dự kiến năm 2027 mà đưa ra cái loại xe mà 745 đến 900 mao á, thì mỗi lần sạc đầy á, thì mình thấy nó đã vượt qua xe xăng rồi. Nếu mà Toyota mà đưa ra sớm ngoài thị trường cái loại dòng pin này á, thì đánh đổ mọi thế hệ xe điện hiện tại bây giờ. Vì xe của Tesla chạy gì xa nhất là chỉ có 500 mao thôi. Giống như Cybertruck bây giờ ra thị trường là chỉ có 500 mao. 500 mao thì có thể đánh tương đương với xe xăng. Đó. Mà bây giờ lên 745 đến 900 mao thì đã vượt vượt xa cả xe xăng luôn. Nhưng mà sạc nhanh 10 phút thì cũng tương đương với đi đổ xăng. Đó là coi như công nghệ này thì sẽ đánh đổ hết tất cả mọi dòng pin chúng ta hiện có. Công nghệ pin thể rắn có thể là cái thứ mà Toyota cần để từ bỏ cái tình trạng sử dụng xe hybrid. Cho nên và họ tiến xa hơn cái trong tương lai, rốt cuộc có khả năng vào năm 2030 thì phương tiện chạy bằng xăng nó sẽ trở thành phương tiện thiểu số, không còn đông như là xe điện nữa. Đó. Cho nên Toyota phải đặt ra một câu hỏi, vậy tại sao chúng ta không nắm bắt sự thay đổi ngay bây giờ? Tức là hình hay như vậy mà sao, nhưng mà cũng khó, không phải dễ. Pin có thể đi được 900 dặm đang nằm trong kế hoạch của các thương hiệu Toyota và Lexus, với thời gian sạc là 10 phút cho khách hàng. Nếu điều này được thực hiện, thị trường xe điện sẽ thay đổi mãi mãi, là coi như là coi như đừng tiến xa hơn nữa. Thì trong lúc đó cái hệ xe mà chạy bằng hydro thì không biết có làm được hay không, hay là bỏ cuộc. Còn xe điện bây giờ mà tiến như vậy rồi thì khá bền vững rồi. Chúng ta đang thiếu pin lithium, điều này có thể gây rắc rối cho pin thể rắn. Một số chuyên gia đã khuyến nghị tái chế pin lithium hiện tại, là coi là lấy cái pin hiện tại đập ra hoặc là lấy cái pin mà bị hết hạn rồi, những chiếc xe chạy 5-10 năm hết hạn rồi là vì tái chế lại. Còn nếu mà kẹt quá thì lấy cái pin mà đã làm rồi đập ra rồi làm lại cái pin 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 mới cho nó hay hơn đó. Mặc dù công nghệ thể rắn nghe có vẻ hoàn hảo đối với nhiều người nhưng nó cũng không tránh khỏi những trở ngại lớn. Đầu tiên và quan trọng nhất là tình trạng thiếu nguồn cung lithium đã tàn phá nỗ lực mới mẻ của Toyota đưa ra thì vậy, nhưng mà cái lithium này nó càng ngày càng hiếm và phá môi trường dữ lắm. Khai thác cái lithium này nó phá môi trường dữ lắm, cho nên cũng nhiều cái người mà bảo vệ môi trường họ cũng phản đối dữ lắm. Đó là có thể làm đi mất đi cái niềm hy vọng của Toyota về cái khoản này. Có một số nghiên cứu thì cho thấy pin thể rắn có thể sử dụng lượng lithium gấp 5 đến 10 lần, gấp 5 đến 10 lần với pin hiện tại. Điều đó tạo ra một vấn đề đáng kể về chi phí sản xuất. Đó. Một số chuyên gia đã đề cập đến các việc tái chế pin đã đạt được công nghệ trạng thái rắn. Đây sẽ là một giải pháp thay thế xanh hơn. Ngay bây giờ khi ô tô của bạn hết pin, một bãi rác đang chờ nó. Bây giờ họ lấy cái bãi rác pin mà quăng ra ngoài bãi rác đó, bây giờ họ phải hốt về tái chế lại thôi, lấy cái chất lithium bỏ vào bên cái pin mới, là chỉ có cái này mới giá thành rẻ thôi. Tái chế thì giá thành rẻ nhưng mà khi lúc mà tái chế thì cũng qua nhiều cái công đoạn xử lý, rồi cũng ô nhiễm môi trường, cũng đủ thứ đó. Đó. Rồi kế theo mà cái tin mà mình nói mà cả nước Mỹ ăn kẻ cười người khóc là đây. Không những kẻ cười người khóc mà ở nước Mỹ mà còn VinFast cũng méo máu đó. Chứ không phải là người Mỹ kẻ cười người khóc mà VinFast méo máu. Thì khi mà
Tesla vừa tung ra một đợt giảm giá dòng xe của mình. Tesla bây giờ mới thứ năm vừa rồi, tuần trước là cái Tesla là giảm giá như đã làm trong tuần này. Những người mua sắm đang tìm kiếm xe điện thường được hưởng lợi. Nhưng đối với bất kỳ ai mua một chiếc xe Tesla ngay trước đợt giảm giá như vậy, thật thất vọng. Có thể là sâu sắc, rất là có thể là thất vọng sâu sắc. Rất là suy sụp đó. Suy cho cùng, cái việc mà chờ đợi thêm một thời gian nữa thôi, chờ một tí nữa thôi thì mua được một chiếc mà họ có thể tiết kiệm được khoảng mười mấy 20 ngàn tùy theo loại xe mà họ mua đó, giảm giá toàn bộ các dòng xe luôn. Một rủi ro đối với nhà sản xuất ô tô của Elon Musk vốn đã liên tục giảm giá các mẫu xe cao cấp trong năm nay, là vì đợt đầu năm thì họ giảm một lần rồi. Bà chị mình mua chiếc xe mà ra khỏi cổng là 73 74 ngàn chiếc Tesla Model Y, thì sau đợt giảm giá đó mình mua chiếc xe Model Y cũng y chang vậy mà 60 ngàn đó, thêm cái thay cái cặp niềng lên nữa, bốn cái bánh niềng sắt lên nữa là 2 ngàn, đó là 62 ngàn. Còn bây giờ thì họ giảm giá, lúc cái thời đó trước đó mà mua xe chiếc Model X thì lên đến khoảng 125 ngàn sau thuế, thì bây giờ cái xe giảm giá thêm một lần nữa, bây giờ sẽ Tesla giảm. Sau khi mà nhà sản xuất ô tô thực hiện đợt giảm giá mới nhất vào thứ năm, những người sở hữu Tesla mới đã bày tỏ sự thất vọng của họ trên mạng xã hội. Thường đề cập đến Musk trong các bài đăng trên X, X là trang Twitter đó. Twitter bây giờ Elon Musk ổng đổi lại thành là trang X đó. Là X, X là X đó, của tiếng Việt là đọc X đó. X, X gì đó. Tiếng Anh kêu là X, mình đọc quen rồi, đọc X, mà nói chung Việt Nam bây giờ cũng nhiều người biết rồi. Mạng xã hội Elon Musk sở hữu là cái trang này, là cái trang của ổng làm chủ, cho nên ổng muốn đổi tên thì đổi thôi, quyền ổng mà. Ổng SpaceX rồi, bây giờ ổng đổi trang web của ổng là X nữa, X web nữa, mạng xã hội X đó. Một dòng tweet được đăng vào thứ sáu có nội dung: Tesla đã thu hút mọi người rất nhiều khi họ giảm giá hơn 20.000 đô la. Tôi vừa nhận chiếc Model S Plan của mình một ngày trước đó và chạy chưa đầy 100 dặm, và tôi đã tiêu tốn hơn 20.000 đô la. Tự nhiên mất giá mua trước có một ngày thôi, bây giờ bị tụt giá xuống là chiếc Model S á, thì bị mất 20.000 đô la. Coi như khi kia mua mua 100.000 thì bây giờ còn 80.000 đó. Cho nên nhiều người rất là buồn, rất là dở khóc dở cười. Chính vì vậy mà mình nói cái người mà mua trễ chút thì họ cười ha hả, họ cười sảng khoái vì họ sẽ tiết kiệm được cả 20.000 đô la, gần bằng mua một chiếc xe Honda Civic rồi vậy luôn. Cho nên họ cười. Còn cái người mới mua ngày hôm qua, ngày hôm nay mới nhận ra ngày hôm qua, đi được ngày chưa đã, chưa nóng đít nữa, thì bây giờ thì bị mất đi 20.000 đó. Cho nên họ phải rồi không thiếu được mà khóc thôi, biết sao giờ. Tự nhiên ngày hôm trước, ngày hôm sau mình mất đi 20.000 đô la, chiếc xe mình mất giá trị. Tesla giờ quyết định không tính thêm phí cho một số màu sơn nhất định nữa. Đó, trước khi mình mua nó ra xe màu trắng mà mình chọn xe màu đen tính thêm 2.500, chọn xe màu đỏ tính 2.000, chọn sơn màu màu xanh tính 2.500 đó, nó tính ưa tính bao nhiêu tính vậy thôi. Còn bây giờ đã giảm giá rồi mà còn chọn màu sơn không tính phí nữa, vậy mới đã nữa. Cho nên cái người mà mua sau thì cười đã luôn. Bây giờ tha hồ chọn màu, có một số màu đặc biệt thì họ có tính phí, nhưng mà đa số bây giờ là không tính phí nữa đó. Một Twitter đăng hôm thứ sáu viết: những đợt giảm giá rất lớn bất ngờ này chắc chắn là không công bằng với những người gần đây đã mua xe Tesla. Họ phản đối y xèo luôn, họ level trong trang của ông Musk
trong trang của Elon Musk, cái tweet của trong trang Twitter của Elon Musk, họ phản đối những người đã mua một trong hai mẫu xe này vào đầu năm cũng đã cảm thấy thất vọng. Model S có giá khởi điểm là 104.990 đồng. Đó là cái đến khi thuế ra thuế là cũng phải là thêm cũng gần 20.000 nữa, cho nên khoảng 120.000 cho chiếc xe Model S đó. Rồi chiếc Model X á, ở mức khởi điểm hồi đầu năm đó nha là 120.990 đô. Nên khi mà ra cổng là họ mất khoảng chừng cái giá nó lên khoảng 145.000. Đó là cái thời đầu năm á, sau đó nó giảm xuống là còn khoảng 120 đó. Thì bây giờ giảm thêm một đợt nữa. Đó là coi như là những khách hàng như vậy họ hiện đang thấy những chiếc xe tương tự được bán với giá thấp hơn, lần lượt là 30.000 cho Model S và 41.000 cho Model X. Bị giảm đi khi kia mua chậm một ngày thôi thì có tiết kiệm được 30.000 là mua được một chiếc xe nhỏ nhỏ nữa, chiếc xe bằng xăng nữa. Đó, một xe chỉ xăng nữa. Đó, mà bây giờ chỉ trước ngày sau ngày nhận xe thôi, nhận xe rồi là xong. Chưa nhận xe thì các bạn còn hủy bỏ cái hợp đồng, mất chỉ mất có 100 đồng tiền đặt cọc thôi, 200 đồng tiền đặt cọc thôi. Nhưng mà mình mua lại thì mình tiết kiệm được 330.000 hoặc là 41.000 nếu mà mua xe Model S với Model Y, Model S với Model X. Một khách hàng đã kêu gọi mất tặng thứ gì đó cho họ để họ cả để bù đắp cái sự thất vọng của họ, để họ cảm thấy là mình không bị một cái trò lừa đảo. Bây giờ họ yêu cầu ông Elon Musk là nên tặng cho những người mà mua trước đó một cái phần mềm, như giống như một cái phần mềm mà autopilot đó, tự lái chẳng hạn, hay là sạc xe nhanh á, miễn phí trong một vài năm hoặc là 5 năm chẳng hạn như vậy đó. Thì họ yêu cầu ông Elon Musk phải tặng cho những người mua trước đó một cái món quà gì đó có giá trị để họ cảm thấy không bị lừa. Cái ông Elon Musk ông đi chơi giật gân lắm, cho nên cho nên khó mà nói. Không những mà giảm giá xe thì cái Tesla cảm thấy những người mà gì không những mà mua giảm giá chiếc xe không á, bây giờ nó còn Tesla còn giảm giá luôn cái phần mềm autopilot nữa, cái phần mềm là lái tự động hoàn toàn á. Trước đây á, là 15.000 đô, nếu mà ai muốn chạy mà tự động lái thì thêm 15.000 đô, còn bây giờ xuống còn có 12.000 và giảm được 3.000 cho cái phần mềm này nữa. Cho nên cái Tesla phải tung ra cái cú này thì làm cho rất người mếu máo. Người mới mua tuần trước mới lấy về ngày hôm qua thôi, ngày hôm nay nghe tin Tesla giảm giá tức tức điên luôn, được tức khóc luôn á. Nhiều người mà nghèo mà ráng cái kiểu ráng mòn mót để mà gồng mà mua chiếc xe đó, con gái thì bây giờ mất đi mấy chục ngàn đau đớn, thay vì chậm đi một ngày thôi thì họ tiết kiệm được họ 30.000 đến 40.000 nếu mua xe Model S với Model X. Nói chung mà mua xe Model S với Model X là xe mắc tiền rồi, xe đó 100 mấy chục ngàn rồi, còn bây giờ xuống còn lại 80 mấy ngàn à. Ồ, quá rẻ luôn. Chờ còn xe Model Y, xe Model Tree á, thì xe chạy hai bánh sau á, thì bây giờ có giá căn bản á, là 29.740 đồng, chưa tính thuế, chưa cộng thêm mấy cái thứ linh tinh. À, còn xe mà Model 3 mà Long Range á, thì chạy 330 mao á, thì 36.740 đồng, đó, 40 đô la là chưa tính thuế nha. Đây là mình nói cái giá mà giá khởi điểm á, giá khởi điểm này á, thì khi lúc bạn mua á, thì nó cộng thêm 2.000 tiền về thủ tục giấy tờ gì đó, rồi cộng thêm tiền phí vận chuyển gì đó, xong rồi cộng thêm cái thuế thuế xe thuế mua xe là thuế tiêu thụ hay thuế gì đó, mình không biết cái thuế này thuế gì, gọi là thuế 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 mua bán ấy. Thì nó cộng thêm nữa thì nếu như chiếc xe Model Model
ba đó, Model 3 á, mà nó perform performance á, performance á 42.740 đồng á, thì khi mà sau khi mà ra khỏi dealer á, thì nó có thể lên là 45 46. Mình nghĩ chắc khoảng 48 ngàn. Nó ra khoảng 48 ngàn, chưa tới 50 ngàn cho chiếc xe Model 3. Còn chiếc xe Model Y á, thì 4 bánh, chạy 4 bánh á, thì 36.640 đồng là chưa tính thuế. Rồi chiếc Long Range á, 333, 30 mao á, thì nó 39.390. Còn chiếc mà Performance thì nó là 43.390 đô la, thì nó đã giảm xuống quá chừng luôn. Mấy chiếc này á, đợt mình mua á, là nó đến ra khỏi cổng là chiếc xe Long Range á, là 60.000 đó, chưa tính cộng thêm ba cái mình thích mình cộng thêm luôn nữa. Thì chiếc 43.390 Performance á, thì nó lên đến cả ra khỏi cổng là chắc khoảng bây hiện bây giờ mà ra khỏi cổng á, thì chừng khoảng mình nghĩ cộng thêm khoảng 48 ngàn, khoảng 48 ngàn ra khỏi cổng, 48 49 ngàn cỡ đó. Còn mà chiếc Model S á, mà 4 bánh chạy 4 bánh á, thì 71.090 đồng. Nói chung mấy model này thì không có xe chạy 2 bánh mà chạy 4 bánh hết. Thì họ để phân biệt cái loại mà nhất loại nhì thôi. Đây là cái loại nhì thì 71.090 đồng. Thì ra khỏi cổng mình nghĩ chắc khoảng 79 80 ngàn ra khỏi cổng. Bây giờ nó xuống rồi, gần trăm mấy, 120 rồi. À, chiếc plan của Model S đó thì giờ còn 86.090 đồng. Thì khi ra khỏi cổng thì chừng khoảng mình nghĩ khoảng trăm mốt, chưa tới trăm mốt, khoảng trăm lẻ mấy đồng. Coi đâu à, 86 thì khoảng 93, 94 ngàn. Chiếc Model S mà plan giờ còn có chín khoảng 93 ngàn ra khỏi cổng. Rồi chiếc Model X á, thì loại loại nhì á, thì 68.590. Chiếc này mà ra khỏi cổng thì cỡ khoảng 70 78 ngàn cỡ đó. Còn chiếc đây mình đoán thôi nha, không chính xác, giá mình đưa ra là phỏng 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 chừng thôi. Còn chiếc Model S mà plan á, 86.090 đồng, thì nó tương đương khoảng khi ra khỏi cổng thì khoảng chừng trăm, khoảng chừng trăm đó, khoảng chừng trăm ngàn. Rồi cho như là nó đã giảm xuống 30 40 ngàn cho chiếc Model X này. Đó, tình hình cái chiếc xe mà VinFast mà với lại xe Toyota nó ra những cái kỹ thuật mới, rồi Tesla nó ra cái giá thành thấp, thì VinFast sẽ mếu máo thôi đó. VinFast không có một cái thông tin gì mà đưa ra về cái thông tin kỹ thuật nào mà mới cả. VinFast chỉ lặng lẽ âm thầm vậy thôi, chứ chưa có một cái thông tin gì để mà kích động cái người mua họ chờ đợi xe VinFast ra để họ mua cả. Là vì cái bây giờ nếu mà họ mua xe thì họ sẽ chờ xe Toyota họ mua, thì họ có thể là họ muốn mua thì họ mua xe xe điện để chạy á, vì Toyota chờ đến 4-5 năm nữa mới có xe đường long range lại. Thì bây giờ họ có mua thì họ sẽ mua Tesla, là vì Tesla bây giờ nó quá rẻ luôn rồi, rẻ thấp hơn mức tưởng tượng rồi đó. Trước đây họ ai cứ nghĩ là do thị trường trượt giá xe nó cao, nhưng bây giờ nó rớt xuống như xe Model Y giờ còn có 36.000, 37.000 thì quá rẻ rồi, thuế ra cộng bốn mấy ngàn thì quá sướng rồi, sướng hơn xe xăng nhiều. Xe Toyota, xe Honda lèn quèn bây giờ cũng bốn mấy ngàn rồi, cho nên cũng bằng bằng xe xăng rồi, có thể rẻ hơn xe xăng nữa chứ không phải nói là bằng nữa đó. Nhưng cũng nhiều cái model mà mạnh là như như Lexus đồ là bây giờ nó rẻ hơn xe Lexus luôn. Cũng xe mà coi như sedan, xe sedan mà loại rẻ của Lexus thì cũng bây giờ nó rẻ hơn luôn rồi.
Đó, cho nên bây giờ người ta theo mình đoán là cổ phiếu của Tesla có thể tăng là vì bây giờ họ sẽ đổ xô qua mua xe Tesla, là vì giá quá hời rồi, quá đã rồi. Mình mua kỳ trước 60 ngàn ra khỏi cổng là mình đã thấy mình hay may mắn rồi, là mình chậm bước chứ nhanh bước như bà chị mình là mất đi mấy chục ngàn, mười mấy ngàn. Còn bây giờ nó còn mình mới mua có 3 4 tháng thôi, bây giờ mình cũng mất đi mấy chục ngàn. Bây giờ mình mua 60 ngàn, bây giờ nó ra khỏi cổng ngay 37 ngàn, rồi 37 ngàn ra khỏi cổng chừng có 41 43 ngàn à, đó khoảng 43 44 ngàn đi, thì mình 60 ngàn nha, là mất đi mười mấy ngàn đó. À, đi mấy tháng rồi giờ mình mất mười mấy ngàn, có phải là méo máu không? À, cho nên cái tình trạng mà mình nói đây á, là mấy người mà Mỹ về mà mua xe Tesla bây giờ kẻ cười người khóc rồi bạn, người nào chưa mua xe bây giờ họ họ khoái xe xuống đã quá, chậm chân chút tiết kiệm được mười mấy hai chục ngàn, còn nghe anh chàng mua nhanh tay một chút bây giờ ngồi mếu máo thôi, qua ngày trước ngày hôm sau thôi, đâu có trả lui được, ra giao xe rồi là không trả lui được. Khi mà họ chưa giao xe thì bạn có thể hủy bỏ, còn bây giờ họ giao xe cho bạn rồi đem về nhà chạy rồi là coi không có trả lui lại được, đó là xe đã thành xe cũ rồi đó. Mà bây giờ chiếc xe đó, đó đem bán lại theo cái giá xe cũ thì nó còn rớt giá bạo. Còn rớt giá bạo nữa đó, mua ra là coi như họ mới mua là coi như 60 ngàn đó, coi không có bỏ thêm gì nữa, lại mua đúng giá trên 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 cái danh sách đó, theo cái giá mà list trên trên cái danh sách đó thì ra khỏi cổng là khoảng 60 ngàn, mà mới về ngày hôm qua ngày hôm nay mà bây giờ mà đem đi bán lại á thì nó theo cái giá cũ nổi cái giá xe của Tesla mà ấy là có 45 ngàn hay 44 45 ngàn thôi, là đã mất cái số tiền đó rồi, còn cộng thêm cái đồ cái giá mới mua ngày hôm qua mới chưa chạy luôn nữa, về tới nhà mình cái tên của mình thôi, bây giờ mà sang lại cho người khác thì nó cái còn lại chừng khoảng 40 ngàn không tới nữa đó, 40 ngàn không tới nữa, mới sang 40 ngàn ta mua xe mới rồi mà tên của họ luôn, mà brand new luôn, không có mang tên là cái xe used car, xe cũ, phải không? Cho nên họ cũng mua nữa. Đó thì chiếc xe mà Tesla mới lấy ngày về ngày hôm trước ngày hôm sau mà bán lại sang tên lại cho người khác á, thì cũng chỉ còn lại khoảng 38 ngàn mà trấy lại cho Tesla. Vậy bây giờ mình đem chiếc xe của đó đó mà vô đổi lại cho chiếc xe Tesla thì họ mua cũng cái đó à, thì sẽ họ mua còn thấp hơn nữa. Tesla mua vô xe cũ mua bèo lắm. Chiếc xe của mình ngày bữa hôm trước mình tính trade chiếc xe Lexus vô Tesla, họ mua có 1.000 đồng mà xe cũ có 1.000 đồng, trong lúc mình bán đến 5 6 ngàn đó, cho nên chiếc Tesla mới nữa mới mua ngày hôm qua ngày hôm sau đem vô trade lại cho đổi lại cho Tesla chắc không mua cũng 30 ngàn à, chứ nó không mua được giá cao đâu đó, nó là lỗ lỗ kinh hoàng luôn chứ không phải lỗ vừa. Đó thì bây giờ quay lại đến phần của VinFast, thì VinFast thì như mình tìm hiểu thì VinFast không có một cái thông tin gì về khoa học kỹ thuật mà được nâng cấp cho xe xe VinFast cả, ngoài những ra thêm những cái đời xe mới, những model mới phù hợp với những người ít tiền chạy, thì VinFast không có ra một cái kỹ thuật gì mới, không có một cái technology gì mà hay cả, thậm chí pin của Trung Quốc thì cũng mua pin của VinFast thì cũng kỹ thuật của Trung Quốc, còn tự sản xuất thì mình nghĩ thì chưa sản xuất được pin, vì nghe nói ở bên Việt Nam có hãng pin nhưng mà nghĩ là đang xây dựng chứ mình nghĩ mình chưa chưa tự sản xuất pin, VinFast chưa tự sản xuất pin ở Việt Nam, mà có sản xuất pin Việt Nam thì cũng công nghệ Trung Quốc, cho nên mà mấy cái pin mà công nghệ Trung Quốc mà mình biết á, thì VinFast sử dụng công nghệ của hãng Gotion, mà cái ông thần Gotion này á, là bên Mỹ bây giờ họ đang có những cái mặc cảm về về họ đào tạo những người công nhân á, là theo đảng rồi có thể trở sau này sẽ đào tạo để thành những gián điệp cho nằm vùng tại Mỹ, cho nên cái ấn tượng về 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 cái pin của thằng Gotion này thì cũng không có mấy là tin tưởng.
Còn VinFast có phát tự mình phát triển hay không thì mình chưa có một thông tin nào của VinFast đưa ra, cho nên VinFast là giống một người ẩn mình, không hiểu học theo cách của Tesla. Nhưng mà Tesla thì luôn luôn đưa ra những công nghệ mới, những kỹ thuật mới mà không phải họ tự đưa mà lại là chính những người dùng đưa ra. Họ đọc thông tin, họ truyền miệng nhau rồi họ lan truyền ra rất là nhanh. Còn VinFast thì không có một cái thông tin nào về về phát triển về công nghệ cả. Mà vì hay là cái công nghệ của VinFast là do nhập cảng từ Đức rồi chuyển qua pin, từ công nghệ lắp ráp xe ra Đức rồi chuyển qua là gắn cục pin vô, mà cục pin thì do Trung Quốc sản xuất, rồi bây giờ có chế tạo pin thì cũng công nghệ của Trung Quốc, cho nên cũng không có mấy phát triển lắm. Nếu mà VinFast phải đầu tư vào cái khoa học kỹ thuật mà phát triển pin thì mới theo kịp, hoặc là phải đi mua lại những cục pin của Toyota chẳng hạn đó, để gắn một xe điện của VinFast. Chứ còn không thì VinFast có chiều hướng là đi vào ngõ cụt. Theo mình nhìn những thông tin như bây giờ thì thấy Tesla thì hạ giá, trong khi xe của VinFast không có hạ giá, xe của VinFast vẫn còn cao. Trước đây chưa hạ giá cũng đã cao hơn xe của Tesla. Bây giờ Tesla hạ giá mười mấy hai chục ngàn nữa với model thường, còn model cao cấp giống như xe model F9 của VinFast thì nó so sánh với model S của Tesla bây giờ cũng tám mươi mấy ngàn, xe của VinFast bảy mươi mấy ngàn, thì ra khỏi cổng cũng 90 ngàn rồi, cũng tương đương với Model S. Nhưng mà Model S của Tesla thì sedan, xe 4 chỗ, còn xe VinFast F9 thì xe bự, xe 7 chỗ. Thì hai cái này kho sánh này hơi khập khiễng, nhưng mà với cái giá thành của VinFast không hạ thì cũng khó cạnh tranh, vì nó hạ xuống cái mà Tesla Model Y này mà hạ xuống 36.000 này á, còn được hưởng 7.500 của chính phủ giảm thuế nữa đó. Bây giờ họ nói là có cho bất kỳ ai mua xe cũng được giảm hết á, chứ không cần thiết là thu nhập thấp thu nhập cao nữa. Cho nên cái nguồn tin mình mới biết được á, thì cái thu nhập thì họ cho ngang luôn, cứ được miễn thuế luôn, cả cả 7.500 luôn, là coi như là không, cái thu nhập thấp cũng được hưởng luôn đó, chứ không phải là thu nhập thấp là họ vẫn cho lui về tiền về xài luôn thì phải. Thì mình thấy nghe không rõ lắm, nhưng mà mình nghe nguồn tin là như vậy, chứ không phải là thu nhập cao rồi trừ trừ thay vì đóng 10.000 trừ 7.500 rồi mình phải đóng tiếp 2.500, không có. Mà bây giờ nghe nói là họ họ bớt luôn, mà thay vì mình đóng 2.000, bây giờ chiếc xe giảm thuế được 7.500 thì mình sẽ đem về 5.500, chính phủ tặng cho mình 5.500 nữa. Mình nghe không chắc chắn nhưng mà có thể là như vậy đó. Trong tương lai thì VinFast chịu sao nổi, VinFast mếu máo là đúng rồi. Bây giờ công nghệ pin của VinFast không có gì phát triển, thông tin khoa học kỹ thuật của VinFast im re, không có một cái phát ngôn nào đưa ra, rồi cộng thêm cái thông tin về giá thành VinFast không hạ xuống được. Mà hơn nữa bây giờ là phiên VinFast giống như bị đóng băng rồi, xe có mấy ngàn chiếc nhập qua Mỹ được rồi, vừa sửa xong thì giờ bán mà không hạ giá thì coi như nằm yên đó, không ai mua rồi đó. Còn mà bán ra mấy thị trường Âu Châu, những cái nước khác thì mình không không nắm được thông tin, nhưng mà thị trường Mỹ thì dường như là đóng băng, là vì giá so với Tesla bây giờ nó hạ kiểu này thì VinFast bán sao nổi. Người ta bị cái giá với cái kỹ thuật, thu hút cái giá với cái kỹ thuật. Tesla kỹ thuật về technology nó cao hơn cái technology của VinFast, VF8 của VinFast với lại Model Y, thì nó sàng sàng với nhau về cái mẫu mã 4 chỗ ghế rồi xe 4 chỗ, với lại là cái giá thành nó hơn nhau 5.000 10.000 một chiếc. Thì bây giờ họ hỏi họ mua chiếc xe VinFast hay họ mua chiếc xe Tesla? Xe Tesla được giảm thêm 7.500 nữa, thay vì 6.000 36 7.000, bây giờ họ họ chỉ trả được 49.500 thôi đó, cho nên nó rẻ thêm nữa. Rồi cái kỹ thuật xe, cái technology của xe Tesla nó rẻ, nó hay hơn VinFast.
cho mà nó có kinh nghiệm lâu đời hơn rồi, nó nổi tiếng hơn nữa trên thế giới rồi. Cho nên người chọn lựa của ở Mỹ họ chọn lựa Tesla chứ họ không chọn lựa VinFast. Đó là cái điểm yếu mà VinFast không chịu đưa ra một cái thông tin kỹ thuật nào để mà chấn chỉnh lại cái để hoạch định lại cái hướng đi của mình. Thì vô hình trung thì làm cho VinFast bị phai nhạt trong trong cái đầu của người mua. Họ bây giờ cái đầu của người mua ở Mỹ thì họ chú ý tới xe Tesla. Và khi lúc mà cái thông tin này ra tràn ra ngoài thế giới thì những nước Âu Châu họ cũng để ý tới xe Tesla, họ không còn nhớ đến những cái dòng xe khác nữa. Xe Toyota chờ đến 4 năm nữa mới có cái dòng xe mà chạy đến 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 700 mile, nhưng phải chờ 4 năm nữa. Nhưng mà cái giá cả khi ra thị trường, bởi vì cái pin của Toyota nó gấp 5 gấp 10 lần với lại cái pin thông thường hiện nay, cho nên cái giá thành của Toyota khi lúc ra thị trường cũng rất là mắc. Chạy đường dài đã, nhưng mà giá thành xe mắc thì cũng ít người mua. Nó cũng vậy thôi, cũng chưa chắc đó, mà họ chưa có ra một cái giá nào hết, nhưng họ chỉ đưa ra cái công thông tin kỹ thuật thôi để cho người mua họ hướng tới. Có thể nhiều người họ bây giờ họ chưa có mua thì họ rồi từ từ chờ ấy đã, khi nào mà cái technology lên cái đỉnh cao đã thì họ mới mua. Giống như xe xăng vậy đó, bây giờ xe xăng nó lên đỉnh cao rồi thì nó chỉ kỹ thuật là chạy tiết kiệm xăng hay là sao nữa thì đó, thì bây giờ xe xăng hết thời rồi, lên đỉnh rồi, bây giờ nó hết rồi, bây giờ nhường ngôi lại cho xe điện. Thì xe điện cũng vậy, bây giờ đến cái đỉnh cao là phải chạy bao xa, sạc nhanh bao nhiêu, bây giờ sạc 10 phút thì tương đương với độ xăng thôi, độ xăng nhanh lắm thì cũng khoảng 5 phút 7 phút, thì giờ điện sạc 10 phút thì khoảng 15 phút là mình xong, là coi như mua ly nước ra là xong, thì cũng quá nhanh rồi, nên đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Thì theo mình nghĩ thì xe VinFast mà không có tung ra một cái thông tin về cái technology nào, khoa học kỹ thuật nào hay nữa thì VinFast sẽ mất dần cái sự chú ý của khách hàng. Theo mình suy đoán thì sắp tới đây thì VinFast nếu là vì bán sẽ rất là khó bán xe, vì Tesla bây giờ nó hạ xuống mức này rồi, VinFast liệu có hạ xuống bằng không đó, bằng hoặc là VinFast mà hạ xuống bằng hay nữa, vì xe nhập cảng nên nó không có 7.500 của liên bang và có 2.500 của tiểu bang nữa. Đó chứ không phải 7.500 của liên bang không đâu, mà 2.500 của tiểu bang California họ tặng nữa, còn mấy tiểu bang khác thì mình không biết, nhưng tiểu bang California thì mình nghe nói thôi chứ không có thông tin chắc chắn, thì sẽ được tặng giảm thuế của tiểu bang là 2.500 nữa, cộng lại là 10.000, đó là 10.000, cả hai thứ cộng lại là giảm thuế được 10.000. Nếu ai đó có thu nhập mà 15.000 thì đóng có 5.000 thôi, tiết kiệm bỏ túi lại 10.000 tiền thuế cho xài đi vacation chơi. Thông tin về cái dòng xe điện ngày hôm nay thì coi như cũng đã đầy đủ. Thì mình mong các bạn nếu cái video của mình hữu ích thì nhớ bấm cho mình một cái like, và một cái nếu có những lời bình luận thì cứ bình luận ở bên dưới để cho mình đọc, mình cảm thấy như này là rất vui rồi. Nhớ ủng hộ mình những video tiếp theo. Và sau đây thì cũng chúc các bạn một ngày thật là vui, yên lành. Ngày hôm nay ở Mỹ thì bà con đi chơi, thì đi chơi thì trên đường đi bình an, thượng lộ bình an, và có một ngày đi chơi vui vẻ bên gia đình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn lại video kế tiếp. Nếu có thông tin về cổ phiếu VinFast thì mình sẽ đưa. Là hôm nay ngày lễ ở Mỹ lễ nên họ đóng cửa ha. Ok rồi, bye bye.